Ngày 7, Đức Mẹ Siedam, Hà Lan. Lạy Mẹ Maria, xin hãy ở với chúng con là con cái của Mẹ. Xin hướng dẫn chúng con trên con đường đến với Chúa. Đó là lời cầu nguyện chúng ta dâng lên người Mẹ trên trời. Khi cầu nguyện như thế, chúng ta biết Mẹ Maria sẽ không phụ lòng chúng ta. Không ai thân thiết với Chúa Kitô cho bằng Mẹ. Đức Maria đã dưỡng nuôi Chúa khi người còn bé bỏng yếu ớt, dạy dỗ khi người còn niên thiếu. Và giờ đây, Đức Maria là Mẹ chúng ta, Mẹ của tất cả những người đang sống, hy vọng của những người yếu đuối, nơi nương ẩn cho các tội nhân, niềm an ủi những ai sầu khổ. Chúng ta hôn kính tà áo Mẹ Maria và quỳ nếp dưới bóng ngai tòa Mẹ. Lạy Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ đầy ân sủng và vinh quang. Lạy Mẹ Maria, Mẹ là từ mẫu của chúng con. Một linh hồn thánh thiện đã viết: Mẹ Maria không như vẻ đẹp dương thế, nhưng như sao mai tỏa chiếu an bình trong đêm tối. Khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Linh mục Wally Nears.